Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh Mưu Sinh Vlog. Hôm nay thời tiết trong lành quá các bạn ơi. Trời nắng gắt nè. Hôm nay hy vọng nắng này thăm bảy gắn chúng rồi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ ha. Thời tiết thật sự ấm áp mà chúc các bạn thành công trong công việc ha. Hạnh phúc trong gia đình. Hôm nay ba anh em mình với anh CT Trần Thịnh với em là đam mê săn bắt vlog. Ba anh em mình hôm nay chia tay luộc bẫy này các bạn ơi. Thăm chuyến nào cũng đủ tiền xăng không, không có dư không có lợi, chắc nay rút về nghỉ các bạn ơi. Rút về anh Thịnh chuyến này anh đi đặt cá rồi, mình cũng đi đặt cá luôn. Bớt bẫy gắn lại mới được chứ, gắn rẻ chuột mắt, kinh phí không có để đi hoài các bạn ơi. Mong các bạn đồng hành với anh em mình trong thời gian tới. Hôm nay ba anh em sẽ rút bẫy và đi đem về. Đi nhét vòng vòng cũng được. Mong rằng mọi việc sắp tới sẽ tốt đẹp hơn. Đi đặt cá đồ sống chứ giờ gắn thua các bạn ơi. Gắn tệ quá tệ. Rồi mời các bạn theo chân của mình đi rút mấy cái bẫy gắn có vòng. Mong là có để quay cho các bạn xem. Rồi vô cái đầu tiên các bạn ơi. Cái này từng rồi cũng vô được con gắn ba lạng các bạn. Phần quá phần luôn mà dở lên gắn nhỏ xíu à. Tưởng đâu gắn ba không, ai ngờ cũng được em gắn nhì, đúng ba lạng luôn. Chuyến này dính gì không, nắng mấy ngày nay ngon quá rồi, nhẹ xìu à, nhẹ xìu rồi các bạn ơi. Không phân bọng gì. Rồi chuột ngủ à, chuột chết bữa đầu luôn, bịch lúa còn gì thinh. Rồi cái đầu tiên su cà na các bạn, chuyến rồi cái đầu tiên còn dính được con, chuyến này chắc bớt dính không. Vô đây gặp em mà các bạn nó cũng chưa quá à. Chưa quá. Chết chuột. Chúc mừng. Chúc à, chuột ẻo à. Chết chuột thì có chuột khác thế vô. Anh em mình người thăm cái à, chưa quá các bạn. Mình chết chuột nó cũng chết chuột luôn, lỗ hai chuột rồi đó. Các bạn thấy không? Ta Đặt chết mấy. luôn. Người ta chết chuột cũng chết heo nữa. Rồi tao thăm trước. Thăm trước. Thăm trước tao Không biết ai thăm thăm đẳng trước. chết rồi. Không biết ai thăm trước. Có bảy tao đầu tiên thăm gắn kiểu này toàn chết chuột không lỗ chết các bạn ơi. Chuột mắc quá mắc. Rồi đi tiếp tục các bạn ơi. Rồi tiếp tục tới cái bẫy thứ hai các bạn ơi. Cái này lộ xa lắm, mình thăm cái này như cử người cử thứ tư rồi mà chưa dính con gì vậy, mà lỗ hết hai con chuột. Thăm ba cử mà ngủ hết chuột ngủ hai lần, lỗ hai con chuột. Cử này hốt con gì bự bự ra lấy vốn không gà, không gà đi khu này lỗ không. Bẫy thì còn thấy xanh xanh rồi biết còn à. Có phân cho em nó vui rồi, đừng nói chuột ngủ nữa. Rồi không thấy phân luôn các bạn. Rồi ù dính dính các bạn ơi. Chuyến này em nó chịu dính rồi. Trời ơi con hèo mi đi các bạn ơi. Ơi phải dính hành cũng đỡ, chuyến con hèo có chút ép. Và thì cuối cùng hèo cũng đã lộ diện. Trời ơi con hèo nửa ký lô là dữ lắm, anh trồng do các bạn đó, anh dữ con hổ. Rồi 400 g con hèo đầu tiên cũng lặn gắn đầu tiên trong ngày, để đây họ ra nhờ anh em bắt giùm. Rồi cái tiếp theo các bạn ơi, cái này cái bẫy cũ của anh Trung, chó xé banh chành mình sửa lại chứ. Rồi đặt đại dính được con nhì ba lạng, ba lạng gửi vậy chứ này không biết sao. Dạ xuống chỗ này nó khó, bẫy giờ chắc còn các bạn ơi. Thấy dấu vết cũng y thinh nè, không có dấu chó bư gì chứ. Chuyến này làm con rồi, chuyến này trước sau cũng rút rồi. Rồi chuyến này chắc quớt các bạn, bé có con gắn một. Chuyến này chắc quớt chuột ngủ rồi. Trời ơi chuột mới ngủ luôn, chứng tỏ hết gắn này. Ok hai chuyến ăn được con cũng được. Rồi, nhờ anh em bắt giùm hèo luôn các bạn ơi. Cái này anh em nói rút bẫy mà rút cuộc đổi ý không rút các bạn, dính quá dính này. Đó, này anh CT Trần Thịnh các bạn cầm chuột đi giấu rồi, giấu đó gì để lại để đi ai đâu lắm. Ừ.
Anh đem đây làm gì, nắng nắng đâu có tới đâu. Kìa lấy cái bao kìa, đẩy lại. Heo năm lạng. Ừ dẹp. Cầm em anh. Anh Thuận này không rút các bạn. Anh dính heo bự quá anh không rút. Anh mới làm heo ký mấy các bạn. Khu này hổ. Khu này hổ heo đi ăn các bạn ơi. Bắt bóp heo tới chết queo luôn. Anh Thuận làm heo các bạn. Con này chắc ký 2 quá. Ký 2 ăn lên các bạn ơi. Quá bự rồi. Bảy dài, bảy dọn luôn, bảy sáu bảy tắc. Heo quýt lòng các bạn. Heo này của anh Thuận nha. Hàng chi ảnh không rút bảy rồi phải rồi. Anh Hồ này rút bảy cuối cùng dính heo rồi, không rút luôn. Rút chơi. Nhìn nè. Nhìn mặt vàng biết rồi. Nhìn mặt vàng. Quá vàng. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Tưởng đâu anh em bữa nay rút bảy. Mình rút hết mấy cái. Cuối cùng anh em thấy dính lại ai. Để lại không rút. Mình cũng bắt buộc phải không rút. Mình thì mới có con heo nhỏ xíu các bạn ơi. Chưa thấy gì. Mấy anh em dính con bự không? Dính con có tiền không? Mình dính con heo đó không có tiền. Heo quá nhỏ. Kệ gán thăm coi có gì không. Tiếp tục. Cái này thăm cả chục chiến rồi chưa dính gì chân. Chỗ này không có con rắn ở luôn. Khu này nhỏ quá không có. Không có chỗ đặt nhiều. Chuyện này cũng vậy luôn rồi quá. Chuột còn sống không? Lúa lên mỏng trên rồi. Rồi chuột ngủ luôn các bạn ơi. Hư con chuột nữa rồi. Tiếp tục các bạn ơi. Ta hát cao kê quá à. Không biết quay làm sao đây không biết. Kê quay đại chứ biết sao vậy. Giờ cái... giờ cái phong trào hát quá hát các bạn ơi. Đám tiệc gì cũng muốn lo kéo kéo nó hát sụm chứ. Ta có tiền á. Ta làm ăn được ta có tiền ta hát quá chừng. Rồi cái bẫy này chất quớt chiến rồi dính con ngắn ba. Chiến này chất quớt các bạn ơi. Chuột ngủ nữa rồi. Trời ơi mưa bão gì chuột chết dữ ta. Dỡ lên không còn chuột. Chuột đâu mà thai hoài vậy. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Chớm giờ thăm năm cái bẫy mà chết hết năm chục chín con không hẹo bèo cái ghê chiến rồi tới đây là mình được ba con nay tới đây mình được mấy con mà con không gặp hồn con không tiền bạc gì cả dính hành ba còn có tiền dính mấy con này về chỉ có luộc xả ăn chứ bán buôn gì. Rồi cái bẫy tiếp theo cái này chiến rồi không có phân mà dính được nữa ba. Nè, không biết sao, bảy thì còn phân bỏng không? Ồ, cô phân các bạn này, dính nữa rồi. Cái này dính liên tục, ba chiến ba con. Nè, con này con thứ ba nè. Các bạn thấy bảy phân không? Nhỏ xíu. Ồ, nhỏ xíu luôn. Ồ, đây gắn mini không các bạn này. Hồi giờ, gắn mới nở hôm qua. Dĩa phân thì giữ hai đầu luôn. Gắn chút ép. Cái tiếp theo các bạn, cái thì không, mình giờ qua đây, đặt bên kia và thăm hoài không dính, chỗ lông dính con vợ anh thăm hoài không dính, giờ qua đây có tương lai, yeah. Thấy bên đây cũng non, dính hay không thì không biết, rồi nhảy xìu các bạn ơi, chuột ngủ rồi kìa, chuột con hay ngủ, vui nước ngập các bạn. Nước ngập chuột gã thầy. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Sớm giờ nay bèo nhèo dữ ta. Đồng nghiệp mình dính con bự quá. Mình nôn nôn. Thăm chắc quốc. Thăm mới dính thì có con gắn ba. Sớm giờ có con dễn với con gắn ba. Dễn nhớ xíu. Ở được dễn bự thì cũng đỡ. Cái này chiến nào không dính. Có chiến rồi không dính. Chiến nào không biết sao đây. Thấy đường đi quá chừng mà. Dính hay không thì chưa biết. Cái bẫy này đặt là nói chung ra tào lao mà dính hoài
Cái chiến gọi xong nó hụt chắc hết rồi. Rồi chiến này không thấy phân quá. Rồi như xỉu luôn rồi. Như xỉu các bạn. Vẫn nói gì lập cập vậy. Chuột còn các bạn. Bèo. Xong cái bẫy chưa? Tiếp tục các bạn. Sớm giờ chưa có con gì ngoài con Hạnh chứ con vợ nhỏ. Cái này chín rồi. Mình kia bị ta đốn cây ta đè mình lấy vợ lại đây. Rồi bẫy đâu rồi? Đây đây. Bẫy đây mà chặt bên kia. Thấy không có phần gì chân các bạn. Phần cổ không có, chuột còn luôn các bạn ơi. Không. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Mẹ ơi, cái bẫy sao trống lỏng vậy? Chín rồi, đẩy lại chắc có người thăm các bạn ơi. Đẩy. Dùng đây ta thăm. Không sao, mình còn bẫy là được. Chuột còn luôn các bạn. Rồi, cái bẫy tiếp theo. Ta hát nhạc lớn quá các bạn ơi. Thì giật mà đừng hút vô. Hút vô mà móc tên bản quyền mệt. Rồi. Có phần bỗng vô. Tiếp quá các bạn, không thấy phần gì vậy. Bẫy ngon quá không thấy phần. Đâu không thấy phần dính các bạn. Dính. Không thấy phần mà dính ta. Ngon. Hôm giờ vô đây mới thấy con này bự nhất các bạn. Rồi con này 6 lạng chắc rồi. 6 lạng các bạn ơi. Được. Này tưởng đâu su cà na nữa rồi. Đó cái đầu nó. Đầu này đầu 6 lạng nha các bạn. Kém nhất nha. Rồi, nhà anh Thịnh bắt giùm gắn các bạn ơi. Con gắn này nay có tại... con này có tiền các bạn. Con gắn này tại con chuột tuổi chết là nó chạy qua bẫy của ảnh là... Kệ đó. Tại con chạy bẫy tung nó rồi. Tại vì gì kệ nó, miễn sao nó dính là được. Chạy bẫy tung. Mừng các bạn. Không về thăm khu này không dính gì chứ. Nay về nó vô được con này thấy cũng mừng nè. Đó, 600 gram khỏe. Con này 6 lạng, 6 lạng. 6 lạng trở lên chứ không chứ, 6 lạng 6 lạng cử, ít nhất 6 lạng cử. Rồi, có tiền xăng nha các bạn. Này, nói chung ra đỡ đỡ. Hy vọng còn mấy cái nữa bạn, con nhất nữa được rồi. Về có tiền xây sở nợ nần. Con YouTube thì giàu cũng chết luôn, nợ nần. Giàu ơi, giàu. Xây nhà, cắt nhà rồi không? Phải không? Đó, anh xây nhà chứ em không có xây đâu. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi. Cái bẫy cuối cùng của khu này. Rồi khu bên trong mình còn mấy cái nữa hết. Hy vọng. Ủa, đằng đây đang nắng hả? Đằng nắng các bạn lộn chỗ à. Cái này thăm ba ông chiến là không dính gì chứ. Chiến này mà không dính chắc rút đi chỗ khác quá. Nắng lên ngon quá mà. Gắn gít vậy đi yếu xìu. Sớm giờ thăm có ba con rắn các bạn. Mười mấy cái bẫy à. Rồi nhà xìu luôn rồi. Dịch cỏ ra mà có bẫy nó lung lay. Rồi. Chứ quá các bạn. Chuột còn. Chuột còn luôn. Rồi. Tiếp tục các bạn ơi. Dính không? Ui, chuột chết. Cái mày chuột chết. Cái tao dính chắc. Chê. Có đâu có. Thấy rồi chưa lên mặt. Cái này hai tuần rồi chứ quá các bạn ơi. Làm như tao mằng cỏ chứ tao đào đất cái động rồi. Không con nào đi nữa. Rồi. Rồi mình giờ đâu rồi ta. Cái này rút rồi các bạn ơi. Tưởng đâu còn. Rồi cái tiếp theo các bạn ơi. Cái này hai cử đầu làm hai con ngựa khủng. Từ đó về sau thăm toàn là chuột còn không. Không dính con gì nữa hết. Không lẽ có hai ngựa ở đây nó làm chùm phé khu này vậy. Này vô bợ con gì không. Rồi không thấy phân đầu hôm. Lỡ rồi mà không thấy phân đầu hôm. Thấy không ham à. Ít ra phải có phân đầu nó mới vui. Rồi chuột ra thang đóng gác các bạn. Chứ có lại. Chuột ta gác kiểu này chuột sống là chắc rồi. Không? Chuột y thinh. Rồi cái tiếp theo các bạn ơi. Cái này cũng lập lên chiến tích này. Mấy cử rồi. Cử rồi hình như không dính.
nó tổ chức cự nào dính kìa. Cự này sợ sao, đi xa thì thấy cái bẫy còn, thấy còn màu bạc xanh là thấy còn rồi, không thấy phân các bạn ơi, làm như hết gắn này rồi, lúa lên bít bông luôn rồi, chuột ngủ luôn các bạn ơi. Ủa. Rồi tiếp tục các bạn ơi, cái bẫy tiếp theo, cái này mình còn mấy cái nữa hết rồi, cái này từng rồi cũng dính được con rắn ba các bạn, nhỏ xíu, kệ có đỡ không, không từng này không biết sao, từng này có còn gì, bẫy thì còn, phân thì không thấy, phân không thấy rồi, nhỏ xíu luôn các bạn ơi, hơn hướng mối, chuột ngủ rồi kìa. Rồi chuột ngủ các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Sao mấy cái cuối hy vọng quá mà. Còn là chết chuột không, hai cái liên tục rồi. Không ba cái mà chết chuột hai cái rồi các bạn. Chuột yếu quá yếu. Mưa dầm chuột ngủ quá chừng ngủ. Cái này nắng lại cái gắn đi ăn mà. Gắn chưa kịp lại là chuột nó ngủ hết rồi, lấy gì gắn nó vô. Cái này có gì không? Rồi. Thấy không có gì chứ. Thấy phần bọng chân các bạn. Chuột còn các bạn. Rồi xăm bẫy này. Dỡ lên nhà sao không mà thấy không thái rồi. Rồi còn mấy cái nữa kiếm đâu ra được, con bự bự nữa coi. Nó có con chừng năm bằng mấy sáu lạng. Thấy cũng không vui. Đi xa mà có con mà cũng đâu có sống các bạn. Phải con bự. Con này nhỏ xíu. Có bảy trong lỏng chuột nằm đóng luôn à. Lỡ thấy con chuột nằm thấy tham à. Ta giật ra ta coi luôn các bạn ơi. Hai cái ông xịt hồi nãy mình gặp nè. Ông giật ra ông coi mà ông không có lụm bẫy. Chung ra cũng được. Dân đây ta không mặn mà tới cái bẫy rắn. Cho nên bẫy rắn an toàn. Tiếp tục. Nãy gặp hai ông chú nói chuyện vui lắm các bạn, chỉ mình mấy chỗ đặt bẫy rắn. Dạ thấy gặp hoài rắn mạnh mạnh không, để từ sau mình rút đi đặt thử rồi. Hai ông chú nhiệt tình lắm, mình cho rắn hổ vợ nhỏ ăn mà mấy chú ấy không đây ít ăn rắn cũng đỡ. Chung ra gặp dân vậy là mình thích các bạn, còn gặp dân mà nhìn lơm không chuyến sau mắc bẫy dữ lắm. Lúa ép hay gì ta, cái giống lúa ép vậy à, lúa ép không dính cho nhỏ nó vui ra, thấy không phân phướng gì trên. Chuột ép thì các bạn ơi, nè thấy ép rõ ràng, còn chuột đâu, chuột còn các bạn, lúa cái đầu nó. Hiện tại còn hai cái nữa hết bảy nay các bạn, hôm nay thăm 20 cái, 20 chiếc cái bẫy hư của anh Trung, như hôm nay 21 cái các bạn ơi, mà cái bẫy hư của anh Trung thăm chết quốc rồi. Còn hai nay thăm 20 cái mà sớm giờ còn hai cái thì còn 18 cái, có thăm 18 cái, còn hai cái chưa thăm, hy vọng hai cái cuối này bỡ con gì ngon ngon đó. Cái bẫy chỗ này đã có bị đạp sảy ngắn đi mất tiêu, phân còn một đống phân vàng nữa mà thăm lại hai cử rồi không dính, không sợ nhát đi luôn hay gì à. Chuyến này xuống coi coi dính không, hy vọng dính coi em nó bự không, thấy phân vàng thấy mê rồi. Phân dạng thường nó bự bự không? Bảy còn. Rồi không thấy phân luôn các bạn. Không thấy phân ấy lại. Năm bảy thấy bảy phân mới vui. Không phân thường dính dễ anh ngựa đâu không? Rồi chuột còn luôn các bạn. Chuột cứu ra luôn. Bắt luôn luôn. Vì là con rắn này nó nhát luôn các bạn. Không vô nữa. Nó không còn đi đường này nữa. Đi trang lại. Đi trang lại. Dặn cây lên. Rồi tiếp tục cái bẫy cuối cùng, cái cuối cùng hôm nay, cái cuối cùng này mình gọi chính gọi mới chạy nền, chạy nền nguy hiểm lắm mà không biết dính hay không chưa biết, sợ trời nắng này chuột ngủ rồi, tại cái chỗ ta cái chút cỏ khô gan, hy vọng cái cuối cùng bữa nay sẽ giúp đỡ mình thoát qua con trăng này. Lụm trái bằng ăn các bạn, bằng chua chua ăn cũng được,
thơm bằng nó chín, nó thơm mà dẻo nhẹo, chua chua mà có miếng muối nữa thì ngon. Mà trong đồng trong hốc này làm gì có muối, phải có cái chải của ai vô xin muối cũng được. Rồi cái bẫy cuối cùng hôm nay chăm sự nhờ cái bẫy này các bạn, thành bẫy tại cái bẫy này gắn mối, tưởng đồn gắn, tưởng đồn gắn không ai ngờ gắn mối. Bẫy thì còn, thấy cái màu xanh là biết màu hy vọng còn à, rồi không thấy phân luôn các bạn, hy vọng cái bẫy này hết sức. Cuối cùng chuột quất rồi, chuột ngủ luôn các bạn ơi, rồi chuột còn luôn mà không dính. Bẫy này nó im một cái nha, nhưng mà chuột còn. Rồi ngày thu hoạch hôm nay được có 4 con gắn, 3 con gắn nè các bạn ơi, 20 cái bẫy có 3 con gắn nè. Nắng lại mà gắn ăn cũng yếu thiệt, kệ có ăn cũng được. Chung ra này mình được con trọng trọng cũng lấy tiền xăng được, không đến nổi. Rồi để ra quay gắn của anh em tổng kết các bạn ơi. Nay có mình anh Thận chúng, anh Thận được con nhất chắc 600 mấy 700 gram, riêng con vợ anh ký mấy, mình nay con vợ anh nhỏ xíu, con vợ anh nhỏ xíu dư con hành chừng 6 lạng, riêng con hành 3 cái. Rồi rồi để ra ngoài mình tổng kết. Nhìn kẻ thua cuộc kìa các bạn, giang lạc mẹ giang à, giờ bắt ra căng đi vẽ cho mít quay nữa à. Mấy anh đi mấy anh phá quá nha, này là là tôi nói nha, này bây giờ có gớt anh mấy anh cũng không được lụm nữa, gặp chú vườn xin ăn thì ta cho, chứ không có đem vụ này về chú vườn, nha. Chú vườn người ta cho, cho chú vườn đâu đem vô trả ta đi, mà anh đi với tôi là mấy anh phải kỹ lưỡng cái vụ đó, có con nào ở đâu mà kiểm tra. Hôm nay tổng kết các bạn ơi, nay anh Thận vô mánh. Ồ cái này nghĩ thua cuộc à, rồi chiến rồi là tôi thả ý này thua cuộc. Hả? Gắn là chiến rồi, là chạy chiến rồi luôn đó. Con dạ nó nãy dính ở đâu? Dính ở trên kia đâu dính đây. Nay anh Thận có lý các bạn ơi. Dính con hành nhất rồi, con dạ anh ký máy nữa. Ký máy hành bà. Dạ. Hết rồi. Tôi còn 2 cái nữa đó. Ừ, ngon rồi. Ngoài quán á hả? Mình thì được có 3 con các bạn ơi. Ba con này tầm chừng ký gửi đổ lại, ký gửi nãy căng rồi, ký 6 mà trừ bị 200 gram còn ký 4. Ở đây mấy cái không dính còn gì chứ. Rồi à, các bạn cho mình khép clip ha, chúc các bạn xem clip vui vẻ. Bye bye khán giả mày. Ủa không bay chứ gieo mày quá ăn gian. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của ba anh em mình, hẹn các bạn lại clip sau.